Ngày 22 tháng 11, Hội nông dân xã Ngọc Trung tổ chức lễ ra mắt tổ hợp tác tổ hội sinh vật cảnh. Tổ hội sinh vật cảnh xã Ngọc Trung là tổ chức quần chúng tự nguyện, tập hợp các chủ vườn, người yêu thích sinh vật cảnh trong toàn xã. Tổ được thành lập với 25 hội viên. Việc thành lập tổ hội sinh vật cảnh xã Ngọc Trung nhằm tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn về trồng, chăm sóc, cắt tỉa sinh vật cảnh tư vấn và cung cấp thông tin về thiết bị ngành sinh vật cảnh và thị trường tiêu thụ tạo mối liên hệ với các cơ quan đơn vị liên quan đến loại hình sinh vật cảnh để ngày càng thu hút được nhiều nghệ nhân tham gia góp phần phục vụ nhu cầu giải trí phát triển kinh tế nâng cao ý thức của người dân về thái độ ứng xử với thiên nhiên bảo vệ môi trường sinh thái đạo đức thẩm mỹ gắn bó con người với thiên nhiên làm cho xóm làng quê hương thêm xanh sạch đẹp hơn mang lại giá trị kinh tế cao góp phần vào nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương